Ánh mắt đó luôn dõi theo một cặp đôi. Quang và Hà yêu nhau từ hồi cấp 3. Họ đẹp đôi như thể bước ra từ trong chuyện ngôn tình. Hồi, một kẻ lập dị, hắn ta thầm thích Hà nhưng chưa bao giờ thổ lộ, chỉ lẽo đẽo theo sau như một bóng ma vô hình mà Hà không bao giờ biết. Dù ngày hay những đêm mưa bão, hắn vẫn ở đó hướng tầm nhìn về phía căn phòng của Hà. Một kẻ si tình thực sự. Gia đình hai bên đều rất tác hợp cho cặp đôi. Đến ngày kỷ niệm, Quang quyết định sẽ cầu hôn Hà, tạo cho cô một bất ngờ. Và điều đó không qua được mắt của Huy. Tối hôm đó, ở đây chờ anh có một bất ngờ cho em. Bỗng Hà nghe thấy tiếng hét thất thanh của Quang. Cô chạy xuống, thấy một bóng đen lướt qua. Bạn trai cô đã nằm trên một vũng máu. Hà hoảng hốt và đau xót. Hà, có chuyện gì với con? Ba, con người sát hại anh Quang. Con à, Quang là ai? Là bạn trai của con, anh ấy nằm kia. Dạo này con lại quên uống thuốc đúng không?